Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Hương Đoàn. Clip trước thì mình đã hướng dẫn mọi người làm cái này ha. Bây giờ là mình làm cái móc. Bây giờ mình muốn làm cái móc á, thì mình trước hết là mình phải xác định là cái vị trí của nó ha. Giờ cho cái vị trí của nó mình đặt đây, cố định đây. Mình dùng một cái phấn á, cái phấn á để mình vẽ vô. Ai muốn làm cái này trước cũng được, muốn làm cái móc này trước cũng được, cái nào cũng được hết. Miễn mình xác định sao cho mà khi mà mình móc vô nó trùng nó đều là đẹp nha, đừng có để cho nó dư ra. Nó dư ra thì nó cũng không có chặt. Nó mình nhưng mà đừng có sát quá như thế này nha, đừng sát quá như thế này. Phải để cho nó hơi hơi một tí xíu. Nhiều khi vải nó co giãn hay sao đó thì nó cũng ấy ha. Đó, bây giờ mình xác định là nó thành đây ha. Đây. Trước tiên là mình làm một cái mũi. Làm sao cũng được, miễn thấy thuận tay là được. Trước hết là mình dùng một cái mũi trước ha. Để mình gút cái mũi chỉ lên cái vải đây. Không cần gút đuôi đâu mọi người, mình khâu vô vải mình chỉ cần hai mũi thế này là nó sẽ chặt luôn nè, đó nó không tuột đâu. Rồi bắt đầu mình cho vô đây. Mình làm tương tự như là mình làm cái móc kia luôn nha. Mình cũng làm y chang vậy luôn á. Đó, cái đuôi vòng qua. Ai mà làm cái mình hướng dẫn cái móc rồi đó, cái bộ móc này nè, nhưng mà cái để móc vào á, coi cái clip đó rồi thì sẽ biết cái cách mà làm cái này ha. Mình làm tương tự thôi, không khác gì hết. Cái kia thì mình hướng dẫn cũng cặn kẽ chi tiết quá ha, cho nên là cái này mình làm nhanh nha. Mình làm nhanh cho mọi người xem. Là tùy mọi người muốn làm dày hay là mỏng, rồi muốn làm thưa hay không thì tùy mọi người ha. Nhưng mà mình nghĩ thì nên làm khoảng cách cỡ đây là vừa. Thưa quá thì nó cũng không có được đẹp. Mà dày quá thì nó ít lộ cái, nó ít nổi cái sóng nó lên á, thì nó cũng không đẹp. Này là mình làm thưa hơn cái nãy nè. Đó, mình chỉ cần vài mũi như thế này thôi để nó giữ ở phía trên này thôi ha, nó cố định ở trên đó. Tiếp tục là mọi người nhớ là khi mà mình khâu cái này á, mình đừng để nó lộ chỉ ở mặt sau nha, ở cái mặt sau này nè, đừng có để nó lộ này. Đó, nó không có lộ đâu, nó lộ thì nó không có đẹp. Rồi mình làm xong một cái ha, mình chỉnh cái này á, thì mình làm cái phần này nè. Phần này nè, nó xê dịch hay không thì cũng không sao hết, tại vì mình làm xong cái xê dịch này thì mình vẫn chỉnh được. Nhưng mà cái bắt đầu cái chân đây này nha là phải cố định nha. Tiếp tục mình rút một cái mối đi cho nó khỏi chạy đi ha. Sau đó ta đi từ cái chân này đi xuyên xuống dưới cái vải ha, để cho nó không có chằng, cái mối nó đi ra hướng khác thì nó không có được đẹp đó. Đó, đi tới xác định cái chỗ cái vị trí này không lộ nha. Đó, cho vô cái này rồi tiếp tục mình làm tương tự như vậy luôn. Thiệt ra cái này mình chỉ cần nói là làm tương tự như cái kia thì mọi người cũng hiểu rồi, nhưng mà có cái là có cái này mình nói chuyện cái mình quên vòng mất rồi, để mình đánh lại cái đây ha. Để cho mọi người xem cái khi mà mình làm đều á, cái nó ra hình thù như thế nào á.
Mình tiếp tục làm nha. Thực ra cái này á, cái vải cùng mình đang làm thế này nó là dạng thun, cho nên khi mà mình rút á, nó này nó rút cái vải lại á, cho nên nó không được đẹp lắm. Chứ còn trên cái nền mà vải tay á, nó cứng hơn, khi mà mình rút á nó sẽ sinh ra cái hình giống như cái quạt vậy á, nhìn nó sẽ đẹp đó. Mình mới đẩy nó lên nè đó, mọi người thấy tưởng tượng ra được không ạ? Để mình làm xong rồi mình bẻ nó lại ha. Làm nhiều khi mình không để ý á, mà rút cái đuôi chỉ này nó hết nè, nó chạy qua cái kim mất công đó. Làm khuy hay là đánh nút gì á, làm khuy hay là làm mấy cái như thế này nè, thì đều có một cái kiểu đánh giống nhau. Chỉ cần nhớ là mình đi hướng nào, mình đi một hướng thôi, mình đi một hướng rồi cái khoảng cách giữa cái mấy cái đó nó đều là nó sẽ đẹp thôi. Cái này thì mình chỉ đánh thêm một đường nữa thôi ha. Bây giờ nè, mình xì cái này ra. Mình đánh xong rồi ha. Mình chỉnh nó lại. Nãy cái phía trên này nè, mình làm mình rút chặt quá. Thấy không? Phía này thì mình rút chặt quá cho nên nó thấy nè. Mọi người rút kinh nghiệm đừng có rút chặt quá như mình nha. Cái chỗ này nó bị chặt nè. Còn cái chỗ này mình rút vừa phải thôi thì nó sẽ nổi cái sóng lên nè. Để mình coi mình chỉnh phía bên này nó có được không ha. Để mình làm cái này cho xong rồi đã. Bây giờ mình rút đến cái chân của nó nha. Mình chỉ cần một đường rút vậy thôi. Rồi mình cũng ẩn đường chỉ giống nãy giờ nha. Nhớ là ở phía dưới chân nè. Đó, ngay chỗ mà mình rút luôn á. Đó. Xuyên qua. Rồi, nào mình lại tiếp tục. Mình cũng làm tương tự như nãy giờ nha. Cho cái sợi chỉ nó đi qua đây cái nè. Mọi người nhớ nha. À, cái sợi chỉ mà vốn dĩ nó nằm sẵn á, là nó nằm phía bên này ha. Thì cái đuôi á, cái đuôi bắt đầu mình vòng cũng hướng phía bên đó qua á, thì nó sẽ rút lại được. Chứ nhiều khi á, mà mình ví dụ như mình ví dụ đi, cái đuôi nó nằm ở phía đây ha, đó mình xỏ như này, mình xỏ rồi mình không có cho nó đi vòng theo cái hướng phía cái đuôi đuôi sẵn bên đây nè, mà mình lại đi vòng đây qua, thì khi mình rút lại á, nó không có rút được. Cherries.
mình mới tập quay thôi á, cho nên nhiều khi nó còn đụng máy luôn. Mình cũng không có rành là làm sao để cho cái chất lượng một cái video nó được hoàn hảo hết á, cho nên mình làm cũng còn nhiều cái sai sót lắm. Mong mọi người là góp ý cho mình ha, để mình cải thiện thêm ở những cái video tiếp theo ha. Làm xong được một cái nữa nè, mọi người thấy rõ không ạ? Đây, bây giờ mình rút cái mối của nó lại đây nè, đó, cái sợi dây đây nè, nó hướng bên này thì mình cũng đi lên từ hướng nó đi lên nha. Mình rút rút thì mình không có quan trọng cái chuyện hướng nào cũng được hết, tại vì rút thì nó không có chạy, nó không có bắt buộc mình là phải chạy theo một cái hướng nào cố định nữa hết á. Hướng nào cũng được hết. Đó. Này cuối cùng mình đã làm xong rồi nè. Là mình đi từ đây. Mình cho nó ẩn trong ha. Hướng nào cũng được hết. Đó. Rồi mình cắt cái này đi. Nhớ mình rút đẩy cái này vô nè. Đó. Cắt đi thì nó mất luôn. Đó, kéo kéo ra này nó mất luôn cái dấu cái đuôi chỉ luôn. Bây giờ là mình chỉnh lại nha, một khi làm xong là mình phải chỉnh lại cái là mình làm như cái này ở phía trên nè. Đó, mình xếp lại nó sẽ đẹp thôi. Mọi người thấy rõ không? Cái sóng này nè. Đó. Phía bên này. Cái đuôi là do mình làm phía bên này nè, phía bên đây nè, thì nó làm mình rút nhẹ vậy đó là nó vừa. Bên này mình rút chặt quá cái xong bây giờ nó bị hơi bị chặt á. Thiệt ra thì nó cũng không sao, tại cái này mình làm thì nó dẫn phía bên trong thôi. Là mình đã làm xong rồi nè. Mình móc vô cái móc của cái clip trước mình đã hướng dẫn bạn á. Chỉ cần móc vô thôi, cho thử thấy nó đều như thế này là ok rồi ha. Đó. Rồi xong này mình làm không có lộ một cái thế nào luôn á, không có lộ đường chỉ rồi gì luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip của mình nha.